Rồi, xin chào các bạn nè. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà mình có thể sử dụng điện thoại VinSmart như một chiếc iPhone bằng cách là thao tác mút chứ không phải dùng những cái phím như vậy nữa ha. Thì đầu tiên muốn sử dụng được tính năng này, các bạn giúp mình là như một cài đặt. Đó. Trong một cài đặt này thì các bạn tìm giúp mình đến cái mục gọi là đây, hiển thị. Rồi, trong mục hiển thị này thì các bạn chọn giúp mình là cái thanh điều hướng. Thanh điều hướng này thì các bạn chọn lên ha, chọn là điều hướng cư trị nè. Đó. Thì lúc đó cái ba cái nút này nó mất đi. Đó. Thì các bạn sẽ vuốt lên để vô các ứng dụng ha. Rồi, khi mà vô một ứng dụng nào đó các bạn muốn thoát ra thì như thế nào? Ở đây không còn nút home nữa thì các bạn giúp mình là vuốt từ trái qua. Đó, thấy chưa? Hoặc là vô nhiều trang web á, muốn trở lại thì bấm trở lại từ từ là được. Rồi, ngoài ra một số bạn thắc mắc là muốn sử dụng cái nút thanh màu trắng phía dưới nè là giống iPhone á, thì các bạn giúp mình là vô một cài đặt lúc nãy nha. Rồi, trong một thanh điều hướng này thì các bạn vô một cài đặt phía trên nè. Đó, cài đặt. Rồi, thì nó sẽ có cái mục là ảnh thanh điều hướng và hiển thị thanh điều hướng, thì các bạn chọn hiện lên. Đó, thì phía dưới nó sẽ hiện lên cái thanh trắng trắng phía dưới nè, thấy chưa? Rồi, như thế thì mình có thể sử dụng thao tác khá là chuyên nghiệp giống như iPhone. Ở đây thì nó sẽ có cái độ nhạy nha các bạn. Các bạn có thể chỉnh độ nhạy thấp hoặc cao tùy theo thao tác của bạn, nhanh hoặc chậm. Rồi, cảm ơn các bạn.